Vâng, thưa quý vị, cũng như là chúng tôi đã nói từ lúc đầu là ngày hôm nay chúng tôi sẽ xin trình bày với quý vị một cái tác phẩm để đời của bác sĩ Vũ Ban. Và thưa quý vị, ngồi trước một nhóm chuyên gia về thẩm mỹ và có tất cả những cái người mà đã giúp chúng tôi tạo thành một cái tác phẩm như thế này thì không ai khác hơn là tất cả các nhà đã tạo kiểu mẫu thời trang. Thì thưa quý vị, cái vấn đề mà tạo ra một người đẹp của bác sĩ Vũ Ban đối với bác sĩ Đoan thì không có cái gì là khó khăn. Nhưng mà phải làm thế nào để cho nó hòa hợp được với cái gương mặt của người đó, với thân hình của người đó và với tất cả những cái sự bổ túc của tất cả những chuyên gia đang có mặt ở đây với chúng tôi. Thưa quý vị, cô Thanh Mai cách đây không lâu, vào khoảng độ 3 tuần lễ, cô đã tới Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc và đã nhờ bác sĩ Vũ Ban sửa sắc đẹp cho. Với một người đã có kinh nghiệm về ngành giải phẫu rất nhiều và sau một thời gian không có là ngắn, ít nhất cũng vào khoảng 20 năm, cô đã trở lại với Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc để tu bổ thêm cái sắc đẹp của mình. Thưa quý vị, đối với một người phụ nữ, điều đó là một cái điều rất là cần. Tại sao? Là vì chúng ta luôn luôn phải giữ một cái nhan sắc, một cái vẻ đẹp bề ngoài để thứ nhất là chúng ta sẽ thành công trên đường đời, tức là thành công trên cái ngành nghề, cái sự nghiệp của chúng ta. Thứ hai, chúng ta tự tin và cũng như là có thể được giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình. Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà nói đến cái sắc đẹp thì ai cũng muốn hết, nhưng mà nhiều người cứ hay sợ là bị đau, hay sợ là bị không được thích hợp với mình. Nhưng mà nếu mà quý vị nhìn thấy tác phẩm mà bác sĩ Vũ Ban đã tạo ra cho cô Thanh Mai trước đây là 3 tuần lễ thì chắc là quý vị sẽ rất hài lòng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin mời bác sĩ Vũ Ban có một vài lời đối với tác phẩm của bác sĩ Vũ Ban. Chúng tôi rất vui mừng được gặp lại vị thân chủ của chúng tôi đã tới Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc cách đây 3 tuần lễ. Thưa quý vị, cho quý vị cũng như chúng tôi thấy rằng vị thân chủ này có một sắc đẹp nó hài hòa hơn, cân đối hơn và đồng thời cô ta có sự tự tin hơn về cái kết quả giải phẫu. Thưa quý vị, sau việc giải phẫu thì chúng tôi sẽ nhờ những chuyên gia thẩm mỹ để làm tốt đẹp hơn cái kết quả của chúng tôi. Xin thưa quý vị đã sẵn sàng chưa? Một lần nữa, thưa quý vị, xin giới thiệu với quý vị tác phẩm của chương trình Hoàn thiện sắc đẹp From Top to Toe của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc, cô người mẫu Thanh Mai. Thanh Mai xin kính chào khán thính giả của đài truyền hình 55.2 của đài VNTV và cô Bích Ngọc và bác sĩ Vũ Ban, chuyên gia thẩm mỹ. Ngày hôm nay quý vị biết không, Thanh Mai rất là hãnh diện và vui đời, yêu đời vì có một khuôn mặt đẹp và một mái tóc đẹp, một trang phục đẹp cho những nhà thiết kế và chuyên gia thẩm mỹ của đài VNTV và Thẩm viện Bích Ngọc, bác sĩ Vũ Ban. Sau khi Thanh Mai được sửa lại chỉnh đốn càm thì 2 ngày sau Thanh Mai có đến vũ trường để khiêu vũ và chương trình ca nhạc, hát nhạc với nhau nghe để mà vui. Các bạn Thanh Mai đều là ai cũng khen ngợi và hỏi không biết tại sao mà khuôn mặt Thanh Mai có sự thay đổi, mà không biết ở về cái điểm nào, nét nào, hỏi Thanh Mai có sự sắc đẹp hay không. Thì Thanh Mai nói thì các bạn cứ đoán xem, thì các bạn không thể nào đoán được. Thì Thanh Mai mới bật mí là tôi đã độn càm cách đây chỉ có 2 ngày. Thì những người bạn của Thanh Mai hỏi ủa tại sao tôi không thấy sưng mà không thấy bầm tím gì hết. Thì Thanh Mai nói không biết, cái đó là do nơi bàn tay khéo léo của bác sĩ Vũ Ban. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Mai rất là vui vì đây là cách mới đây 3 tuần. 3 tuần này thì Thanh Mai trở lại đây để mà tham khảo với bác sĩ Vũ Ban để tư vấn về chương trình talk show. Thì Thanh Mai thấy yêu đời hơn và vui vẻ hơn. Thì Thanh Mai khuyên các bạn, bạn gái với nhau thì ai cũng nên có một cái sắc đẹp tự nhiên và trẻ trung hơn. Cách đây không lâu lắm, khoảng chừng 10 mấy 20 năm trước thì Thanh Mai có đã sửa sắc đẹp qua bác sĩ Vũ Ban. Nên ngày hôm nay Thanh Mai cảm thấy da mặt
và khuôn mặt của mình nó không có được đẹp trẻ như ngày xưa nữa, cách đây mười mấy hai chục năm trước. Thì cho nên Thanh Mai mới nhất quyết là đến bác sĩ Vũ Bang để tư vấn sửa sắc đẹp. Thì Thanh Mai rất hài lòng với cằm của Thanh Mai, là không còn da cổ bị nhăn, không còn cằm bị ngắn, mà lại có khuôn mặt trái son. Thì Thanh Mai rất hãnh diện với sắc đẹp của Thanh Mai ngày hôm nay, và những nhà thiết kế và trang điểm mái tóc đưa lại lần nữa. Vâng, thưa quý vị, cách đây gần 20 năm, Thanh Mai đã là một thân chủ của Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc. Là hồi đó cô còn trẻ lắm thưa quý vị, và cũng xinh lắm, nhưng mà vẫn đi sửa cái mũi của bác sĩ Vũ Ban. Và cái mũi đó nó vẫn nằm ở trên gương mặt cô với một cái vị thế duyên dáng và mặn mòi. Nhưng mà thời gian trôi qua thì ai cũng phải có những cái dấu vết của thời gian. Đến nay đã gần 20 năm, ngó lại gương mặt mình trên gương thì Thanh Mai thấy rằng thì là cái tuổi đời nó đã tới, những vết nhăn nó đang chờ đợi mình. Tại sao mình không đi cải thiện được cái sắc đẹp của mình đi? Và bác sĩ Vũ Ban vẫn còn ở đây để mà nhờ cái bàn tay khéo léo của bác sĩ Vũ Ban cho mình một cái sắc đẹp. Thì đó là một cái điều chứng tỏ rằng bác sĩ Vũ Ban không phải là những người giải phẫu thẩm mỹ không có chuyên nghiệp và đã không có làm nhiều năm. Cho nên là Thanh Mai đã trở lại với Viện Giải phẫu Thẩm mỹ Bích Ngọc và đã nhờ bác sĩ Vũ Ban giải phẫu cho, làm cho gương mặt của Thanh Mai trở nên duyên dáng hơn, mặn mòi hơn, và tất cả những cái vết nhăn ở dưới cổ, những cái vết nhăn ở dưới cổ chúng ta không thể nào mà giấu được khi mà tuổi tác đã đến mà tìm chúng ta. Và cái cằm ở dưới cái gương mặt của mình nó đã nâng cái gương mặt, nó làm cho cái gương mặt trở thành trái xoan, và đồng thời cũng căng cái lớp da ở ngay cái mặt của mình để cho mình mang lại cái sự trẻ trung hơn, là mình không có sửa sắc đẹp. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà tất cả mọi bạn gái và tất cả mọi người đều mong muốn. Người ta nói là cướp quyền tạo hóa, thưa quý vị. Cướp quyền tạo hóa là sao? Là ngày xưa đó, dù chúng ta là công chúa, là hoàng tử đi chăng nữa, mà nếu chúng ta có cục gù ở đằng sau lưng cũng vẫn phải mang cái tật đó cho đến suốt đời. Với cái văn minh khoa học bây giờ, thưa quý vị, mình không cần phải lo lắng về chuyện đó. Nếu mà các bạn, người ta nói là tất cả những bạn gái hoặc là tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng mình không muốn làm đẹp, chứ còn sắc đẹp của mình luôn luôn mình vẫn là người đẹp. Nếu mình muốn săn sóc và mình muốn cải thiện cái sắc đẹp của mình, thì thưa quý vị, Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc sau rất là nhiều năm đã phục vụ quý vị đồng hương, và cho tới ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã sản xuất, bác sĩ Vũ Ban đã sản xuất ra rất nhiều người đẹp, và những người đẹp đó là những bông hoa đã làm tươi đẹp cho cuộc đời. Và không phải là chỉ trong thành phố Houston, không phải tại từ Việt Nam, mà đi tất cả các tiểu bang cũng như các nước trên thế giới. Thì thưa quý vị, cái điều đó đã chứng tỏ là Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc có thể giúp được quý vị trong cái vấn đề cải thiện đời sống của mình và làm đẹp cho mọi người. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng, quý vị có thấy không? Là vì mỗi một lần quý vị xem TV hoặc là tin tức ở trên mạng hoặc là ở ngoài đời đi chăng nữa, thì một ngày Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc lại càng cố gắng để mà hoàn tất cái nhiệm vụ mà có thể nói là mình sinh ra để làm đẹp cho đời. Cho nên rằng thì là luôn luôn lúc nào cũng làm tăng tiến cái nghề nghiệp của mình. Ngày hôm nay chúng tôi rất hãnh diện là chúng tôi đã mời được tất cả cái đội ngũ chuyên gia về thẩm mỹ để giúp cho quý vị đẹp từ top to toes. Tức là quý vị ngoài cái giải phẫu thẩm mỹ ra, quý vị còn có thể làm đẹp cho cái làn da của mình. Người ta nói nhất da nhì dáng. Cái da mặt của mình, thưa quý vị, mình cũng phải săn sóc. Tại sao? Nếu mình không săn sóc, nó sẽ theo với thời gian và cái tuổi già, nó gọi là aging đó, nó sẽ tới với mình. Thì lúc đó mình có cứu lại cũng không được. Nhưng mà tới bây giờ thì có thể nói là những cái làn da thật là nhăn nheo, thật là xấu xí, thật là đổ sệ. Nhưng mà khi tới với Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc, chúng tôi có rất nhiều phương pháp để giúp quý vị cải thiện cái làn da của quý vị. Rồi ngoài cái làn da ra thì chúng ta còn có thể cải thiện được cả cái thân hình của chúng ta, từ to, béo, mập hoặc là không cân đối. Chúng tôi cũng có thể làm cho quý vị có một cái thân hình thật là xinh xắn, gọn gàng. Thì lại cộng vào đó nữa thì thưa quý vị, lại còn những cái chuyên gia ngoại hình nữa, là những nhà thiết kế thời trang, là những cái nhà tạo mẫu chân tóc, và đồng thời lại
đem thêm cái tô điểm cho quý vị bằng cái cách make up mà đem làm cho quý vị, gương mặt của quý vị nó trở nên tươi sáng, nó trở nên trẻ trung và ai nhìn thấy thì cũng đáng yêu. Thưa quý vị, cái đó là cái mà chúng tôi đã cố gắng để mà cống hiến cho tất cả những thân chủ của Viện Thẩm mỹ Bích Ngọc và đem lại cái sức sống cho tất cả những người phụ nữ của chúng ta yêu đời hơn, không cứ nghĩ rằng ồ bây giờ mình già rồi, mình nhiều tuổi quá rồi, mình quên đi, không cần nghĩ tới cái sắc đẹp của mình nữa. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, cái sắc đẹp tuy là bề ngoài nhưng mà nó cũng rất quan trọng với cái cuộc sống, cái sự thành công và hạnh phúc của quý vị.